Từ cái form này mình đã có rồi. Bây giờ mình muốn dạng như kiểu là mình kích ra cái phần nào ra một cái tab mới. Thì Word thì có một tab nhỉ? Thì Word chỉ có một thôi, có một số phần mềm mình kích ra cái tab như Visual này. Đây dạng như Visual này. Đấy. Thì khi đấy các em dùng cái tab control. Nhưng ngày xưa anh hướng dẫn em dùng cái của Visual nó hơi xấu, mình nhớ phủi phủi. Bây giờ hướng dẫn em dùng cái .NET 3 nó đẹp. Đây, các em nhìn vào cái tab control này, kéo nó ra. Đấy. Kéo ra nhìn thấy khả năng nó xanh xanh nhìn mượt hơn đúng không? Bây giờ mình lại cho nó full hết màn hình bằng cách chỉnh thủ tính đọc cho nó bình thường như các phần khác thôi. Đây, cho đọc bằng phim đi. Đó. Đọc bằng phim rồi, bây giờ các em thêm tab này. Đây. Tạo ra cái read new tab lên dưới này. Thêm tab nữa này. Đấy. Và khi thêm tab rồi thì mình thấy là nó ra giống cái tab ngày xưa đúng không? Giờ sửa cái text cho nó, giờ từ đây các em ghi là giới thiệu. Nhưng mà khi các em chỉnh thuộc tính phải nhớ là mình đang tab cái nào nhé. Cái này rất là dễ nhầm. Nếu em click bên ngoài nó sẽ ghi bên trên là tab control này. Còn click vào bên trong nó sẽ ghi là tab control panel, tức là cái khung chứa. Đấy, các em phải để ý hai cái đấy. Còn trên này click vào cái chỗ tab item nó sẽ ghi là tab item. Đây này, click ra ngoài tab control này, click đây tab item bên trong là panel, tức là ba cái khác nhau. Nhưng không được nhầm nữa ba cái đấy. Giả sử mình đổi cái tag này, em chọn tab item này. Xong chỗ tag ghi là giới thiệu chẳng hạn. Đây là giới thiệu. Chỗ này ghi là bài 1 này hả? Bài 2.1 đấy. 3.1. Đây. Này có cái picture box ở page vào đây giống nhau nhé. Không còn này. Kéo ra này. Trang trí cho cái này một cái ảnh nữa nè. Cái bao này. Màu xanh xanh. Set image này. Pin cho thằng này. Đấy. Bây giờ chạy này. Bây giờ ra các tab cho mình rồi. Nhưng vấn đề với tab nữa đó là mình thường phải có cái nút OX cho mình đóng đúng không? Nếu không mình sẽ không tab được nó đi. Đấy. Ở Visual, cái tab của Visual cung cấp sẵn thì nó không có cái dấu X cho mình chọn. Nếu ở Visual mình có thì rất là tốt. Còn ở đây người ta cung cấp sẵn cho mình là các em chỉ cần chỉnh thuộc tính thôi. Bây giờ các em để ý chỉnh thuộc tính nha. Đấy. Muốn có dấu X các em chọn vào tab control bên ngoài này. Nhớ là click bên ngoài nhé. Trên này nó hiển thị là tab control này. Dev Commander này. Tôi đẹp 3 chấm tab control. Các em nhìn cái chỗ mấy cái chỗ cờ nâu này. Đây. Mình chỉ lại này. Chỗ này chọn là cờ nâu button on tab visible. Tức là nó sẽ chọn cái hiển thị cái nút cờ nâu trên tab đang chọn. Đây. Nó mặc định là bằng thô, các em chỉnh bằng chu, cái chu bằng. Đấy. Thấy chưa? Đây. Kernel button on tap được bằng chung là được. Còn cái chỗ này là kernel button on tap on word vấn đề, tức là cái nút dấu x luôn luôn hiển thị trên tất cả các tab thì mình để bằng chung thì lúc nào hiển thị rất là xấu đúng không? Mình không cần thiết cái đấy, mình cho bằng full đi. Chỉ cái nào click vào chọn thì hiển thị dấu x thôi. Và thường dấu x mình để bên phải. Vậy mình muốn sang bên phải mình chỉnh cái gì? Để các em nhìn đây. Các em sẽ chỉnh cái thuộc tính đó là position. Đây. Kernel button position nó mặt là bên trái. Tất nhiên không có ở giữa được, không phải là trái hoặc phải thôi. Em chỉnh sang ra ai. Thấy chưa? Giờ đẹp chưa? Đấy. Còn một trường hợp nữa đó là giả sử cái chỗ giới thiệu này mình không muốn cho người ta tab để lúc nào ít nhất còn một cái giới thiệu để nhìn được. Thì các em lại click vào cái chỗ giới thiệu tab item này. Đây. Click vào tab giới thiệu item giới thiệu nhá. Có cái chỗ kernel này. Này. Attack control ở dưới đây nhé. Có chỗ cái kernel button ấy. Đây. Kernel button visible bằng chu. Các em để bằng for thì ngay tức nó sẽ mất đi. Đấy. Sang bên này thì có này. Bên này có này. Em chạy luôn rất dễ nhá. Nên mình khóa người dùng thôi. Không cho người ta tắt cái này của mình. Mỗi cái quảng cáo này tắt đi mất này hỏng. Đấy. Khi sang tab 2, tab 3 này. Có sang tab giới thiệu không hề có dấu ích đúng không? Đấy. Nhưng các em để ý này, cái này mặc dù có nhưng mình kích không có tác dụng gì.
mình mong muốn là mình kích nó tắt đi chẳng hạn. Đấy. Thì khi ấy mình phải code cho nó một vài dòng, một dòng thôi, không còn nhiều nữa. Đây. À, các em chọn vào cái dấu này, chọn vào tag control nhé. Nhìn ở bên trên thủ tính này, tag control 1 này, add component, số này 3 control này. Bây giờ các em đổi tên cho nó này. Chủ đặt tên là tag content chẳng hạn, tên là nội dung. Đấy. Đổi tên nó đỡ xấu. Rồi. Sau đó này, các em chỉnh sang phần event sự kiện cho nó này. Đấy. Cái sự kiện mà đóng đi nó gọi là tag item kernel. Các em nhìn thấy tag item kernel đấy này đây. Tag item kernel tức là khi mà các phần tử, cái phần trang của nó bị đóng đi. Các em click vào để viết sự kiện, click vào đây. Cái bên ngoài là cái tab, nó giống như kiểu một quyển sách quyển vở của mình. Bên trong nó có các trang, giả sử các em muốn xé một trang giấy đúng không? Đơn giản là bên ngoài là xé. Để xé thì em kiểm tra, khi đó sẽ kiểm tra là cái sự kiện mình đang chọn trang giấy nào mình xé, thì nó trong này nó biết, nó hiểu được. Nó có thuộc tính gọi là, đây là tab content này. Tab content. Đây, chấm xanh hết tab đây. Khi mà tab content chấm setup thì nó sẽ lấy ra đúng cái tờ giấy mình muốn xé, hay trong này chính là cái tab mà mình muốn tab đi để cho mình click đi. Bây giờ các em muốn xóa cái phần thử trong này cung cấp một công thức cho mình rồi. Tab content này chấm tab này. Đấy, khi mà tab content chấm tab này nó sẽ lấy toàn bộ các cái tab trong hiển thị đây, như cái có hai tab này. Và em hiểu đơn giản trong quyển vở của mình có 20 trang thì cái tab content chấm tab chảy đúng 20 trang đấy, đánh từ 1 đến 20. Và trong 20 trang này các em muốn xóa cái trang nào đi thì chấm tiếp. Nhớ là trong chi tab dùng được chấm là nhiều ra mạng vậy, cứ chấm nó các ga thôi. Chấm này, không phải lớn nào. Đấy, remove, xóa bỏ là remove hoặc ban. Nhưng trường hợp này dùng remove, cái tiếng Anh nghĩa là xóa bỏ vứt đi đúng không? Em remove này, thì nó có hai phần remove cho mình. Remove up bên dưới này, mà ngón đơn này. Thì nó sẽ ghi là index, tức là xóa thằng bao nhiêu. Như kiểu mình quyển vở của mình có 20 trang, các em bảo xóa đi trang thứ 10. Em chỉ muốn sang thứ 10, không giống mình lấy tay mình xóa đi cái à, xé là xong đúng không? Trong này mình chỉ cần điền chỉ số chạy từ 0. Có 20 cái tab chẳng hạn, các em muốn xóa cái thứ 3 thì các em remove index, remove up thứ 2 là được. Còn thằng này mình muốn biết là xóa tab nào, các em dùng phương thức khác của nó. Đây là chấm remove, đấy, chọn lên trên. Chọn remove trên thì nó hiển thị tham số bên trong là cái tab item, tức là mình muốn xóa thằng nào trong đấy. Nó không gọi theo index là 1, 2, 4, 5, 6, gọi theo tên. Giả sử xóa thằng tên là A chẳng hạn thì điền A ở đấy. Xóa thằng B điền B ở đấy. Trường này mình xóa cái được chọn thì mình sẽ dùng cái được chọn là cái tab content.selected đây. Cái selected là cái đã được chọn đúng không? Selected là đã chọn quá khứ đơn. Còn cái tab là cái tab của mình đã chọn, có nghĩa là tab đã được chọn. Mình chấm nó ra, em truyền tham số vào trong là được. Đây. Rồi. Đấy, chỉ cần một dòng thế này không? Bây giờ xem chạy này. Nào thế. Hiện tại mình có 3 cái tab này, ở giới thiệu không hề có đúng tab thì không tab được. Anh muốn tắt cái tab 2.1 hẳn click vào đây. Nó mất đi đúng không? Đây, 3.1 mất đi. Đấy. Bây giờ tắt xong rồi, vấn đề còn lại là làm sao để mở nó ra đúng không? Đấy. Thì sẽ liên quan cái phương thức nó mà mình, cái app động của nó. Mà khi các em giao diện từ đó giờ hầu như đều là cái kiểu này thì ra mình ra giao diện luôn. Còn bây giờ hướng dẫn mà em dùng kiểu khác, đó là sinh nó ra động. Tức là trong lúc thực thi chương trình nó sinh ra được control mới. Chứ không như mọi khi là mình cứ thiết kế là button ABC hay AB thì thiết kế là nó chạy như thế, và trong quá trình chạy mình không xóa được, không thêm được. Đấy. Thế giờ anh hướng dẫn em dùng cái đó nhá. Đây. Trong cái file design lúc mình kéo ra thì toàn bộ code nó tạo ra đấy rồi. Các em mở file design này. Đây, đây là CSS này. Cái đúc ra. Cái tab vừa xong tên là tab content đúng không? Bây giờ các em nhìn tab content này. Đây, click sang property này. Mình tìm kiếm xong trong này nó làm cái gì? Control F để tìm kiếm. Paste cái content vào file index này. Đây. Đây, thấy chưa? Nó định nghĩa đến tab content bên trong đây. Các em nhìn không? Dài không? Đấy. Đây, tab từ 1 chính là cái phần đây, tab giới thiệu, đây từ giới thiệu mình để nó trong tab từ 1 này. Chính là một cái trang thứ nhất này. Đây là cả cái bìa của quyển vở nhá. Còn bên trong này là từng trang một. Bên dưới này, tab content M1 này. Đây là trang thứ hai này, bài 2.1 này. Bên dưới bài 3.1 này. Đấy, từng trang một. Thì các em muốn sinh động, các em copy nguyên dưới dạng này sang bên kia. Sau đó sinh code là được.
Như cái chỗ ban đầu anh bảo em copy ấy, nên copy luôn cho cái phương thức đi rồi. Bây giờ chỉ cần paste và dùng thôi. Em mở nó để ý nó làm tí làm lại luôn cho nhớ nhá. Đây. Xin cô viết sẵn một cái phương thức đi rồi, em chỉ cần dùng luôn thôi. Muốn viết thì các em dựa vào cái chỗ người ta sinh ra mình viết lại mô hỏng như thế. Đỡ mất thời gian anh viết rồi, anh nào dùng luôn thật được. Đấy, đi còn thì đây này. Đấy, đi này. Anh viết một cái phương thức kia là em lưu tan trên này rồi, các em chỉ cần copy cả cái toàn bộ này. Nhớ từ đầu chỗ này này, chỗ E nhá, begin end cả phương thức đấy, mình copy này. Bù đen hết này, copy này. Xong sang bên sửa này. Muốn thu nhỏ nó vào này. Đã chưa quên để ý này, kích chuột phải này, chọn aligning này, connect to extension này, đấy nó thu nhỏ chưa? Em các em post ở vị trí bất kỳ những khoảng trống này, nhưng đừng post trong phương thức khác là được, nó ngang hàng các phương thức khác này. Em post đây được, ở đây được, ở đây được, đúng không? Thả sửa cho nó ở đây nó được này, cho dưới cuối được này. Đây, paste nó vào, thấy chưa? Đấy. Cho nên cài các phương thức cho sẵn rồi. Cái chỗ phần trên này mới truyền vào tham số, đó là cái tab name và cái control mình dùng. Cái tab name tức là cái hiển thị của mình là giới thiệu hay bài 1, bài 2, bài 3 là mình dùng cái đấy. Còn cái đoạn dòng này chính là cái phần anh kiểm tra xem là cái tab người ta đã kích chưa. Giả sử người ta kích một cái bài 2.1 rồi, bây giờ người kích thêm 3.1 hiện 3.1, nhưng người ta lại quay lại 2.1 người ta kích nữa thì mình sẽ không sinh thêm cái 2.1 nó thừa. Mình quay lại chọn cái đấy thì bằng cách đặt cái selected bằng cái tab tên này đấy. Còn phần dưới hoàn toàn là các cô tự xin copy bên file design cho sang. Đây cái file bên này sang này. Các em copy sang không chỉnh sửa một chút này đấy. Dưới cùng mình add nó vào đây. Bây giờ trở về form main nhá. Để tạo ra control mình add vào trong để nó ngon này ý, thì bây giờ hướng dẫn em dùng thêm một cái control mới nữa. Đó là control mình tự dùng ra. Nó giống như kiểu là các kiểu dữ liệu ngày xưa mà em được học, đó là kiểu nguyên, kiểu thực này, kiểu ký tự có rồi. Nhưng người ta lại không được dùng các kiểu đấy mà dùng một cái kiểu gọi là kiểu sinh viên chẳng hạn. Nó có họ tên của giới tính thì không có ngôn ngữ nào trình nó hỗ trợ cái kiểu đấy cả. Muốn có kiểu đấy thì mình dùng một gọi là cái kiểu định nghĩa, đúng không? Trong Pascal nó là decode, trong C nó là structure, C sharp nó có cấu trúc structure hoặc tnap, mình dùng hai cái đấy được. Và trường hợp này với control nó có một cái gọi là user control, nó cũng giống kiểu kia, là cái control mình nó sẽ mở cho mình định nghĩa kém cái gì vào đây. Cái chuột phải này, em tạo cái control mới, em này chọn user control. Các em đặt tên là UC tổng nhá. UC bài 2.1 hẳn đi. Còn dễ nhớ 2.1 ạ. Đây. Ở dạng control này các em dùng bình thường tốt như với form. Anh ví dụ như trường hợp tính tổng hai số nhá. Bây giờ nó kéo ra cái này rồi, các em chỉnh bình thường màu này. Nó khác cái nó không có form border vì nó là control. Lúc mình tạo nó sẽ dùng control nó ngang với text box này hay là button label của mình. Cái user control này bản thân vẫn là control, nhưng mà control mình định nghĩa mình điều chỉnh được. Bây giờ mình chỉnh màu nền cho nó, chỉnh sang màu xanh nhạt nhạt này ạ. Sau đó là các em kéo bài tập tính tổng lên nhá. Sau này kéo vào này. Quên. Dùng luôn .NET 3 nhá. Chỗ này dùng text button x này. Chỗ này text box x cho nó chạy đâu. Giả sử tính tổng hai số nhá. Đây ví dụ demo ngắn gọn. Đây, các em sẽ thấy nó giống hệt như cái console bình thường đâu. Như là lúc mình code như code với form không khác một cái gì cả. Chỗ em ghi là tính tổng, bây giờ anh thử nhé. Đây là tính tổng này. Ở user control này, nó là user control. Đây. Đi tính việc còn dễ nhỉ. Đấy. Chưa hơi bé thì không chỉ nhé. Đây. Chỗ này tổng hai số là A, B chẳng hạn. Em điền đây là A. Đây là B. Chỗ này hiển thị là các em cho cả hai này. Chỗ này ghi là tính nhỉ. Cái tên N. Tính. Cái tên N tính hả? Là tên này. PPA này. Cái đu của nó có ra là PTB này. DTE này. Đấy, quay về cái text em chỉnh hình S cho nó. Đấy. Ok rồi, giờ nút tính này các em gõ mà. Cái đu vào. Trong này các em nhìn thấy cấu trúc của nó giống hệt cái form bình thường thôi. Các em code bình thường không quan tâm nó là UC gì cả. Cái code bình thường là lúc mình ép nó chặn. Đây.
tính đơn giản cho cầm bắt lỗi nhá, được a này bằng in cầm a này t t a này cầm tay này ok rồi, in b này bằng in cầm a này t t b này cầm tay ok rồi. Sau chỗ này s thì cần nó bằng a cộng b thôi, s là in t s này bằng a cộng b này ok rồi. Mình phải xin thông báo này message box này tuần sau này s bằng cộng s ok rồi. Chỗ này t t s này em cũng bắn bằng cầm tay này, bắn bằng n chấm thu sinh đấy, mình làm bình thường thế này có rồi nhưng mình chưa gọi nó không chạy được đấy. Mình gọi control lúc nào tạo ra chẳng có gì đúng không, mình chưa gọi nó nên không có tác dụng gì cả. Bây giờ các em mình gọi như kiểu gọi form ấy, như mình trước mình làm cái form để gọi nó thế nào nhá. Đây bài 2.1 khi đúp vào bài 2.1 này các em dùng cái hàm mình viết sẵn đây, em new tag này các em gọi nguyên hàm này. Bây giờ cái UC cái áp động các em phải thay báo lớp, như khi thay báo biến thì kiểu in TA ấy. Bây giờ thay vì chữ in này, mình cái kiểu của mình bây giờ không phải là in nữa mà là UC bài 2.1 đúng không, thay in đấy. Còn tên biến, tên biến là A, UC đều được hết là tên biến thôi. Nhưng để có nghĩa các em đặt theo dạng UC thì UC nhỏ chỗ này bài 2.1 A chữ 1 ok rồi. Sau nó khác cái biến bình thường các em thêm từ khóa new, khi new xong ấn cách nó tự chọn cái đấy cho mình rồi, em enter thôi đúng rồi luôn vào đấy. Sau gọi cái hàm add new tab, add new tab đây. Trên này có hai tham số này, tham số đầu tiên là cái chuỗi, cái chuỗi có các em ghi tiếng Việt mình nháy kép vào nhá. Thứ hai là cái user control, tức là cái của mình 2.1 đây, nhưng nó không phải truyền cái UC to này nhá, mà truyền cái biến mình vừa tạo ra ấy, phải là UC nhỏ 2.1 đây này. Có hai lựa chọn, các em phải chọn cái phần lên trên này UC là 2.1 cái vừa tạo ấy đấy. Còn cái tên các em ghi trên này là bài 2.1 chẳng hạn, bài 2.1 ok chưa đấy. Bây giờ chạy thử này, cái 2.1 này vì nó có sẵn rồi nên sẽ ép nó chọn luôn đúng không. Bây giờ tăng đi nhá, ta hết đi chọn nạ, thấy chưa, nó chọn ra cái này đây. Bây giờ tính tổng bình thường xem có gì khác không, 8 này 9 này tổng 17 đúng không, có khác thì cái form của em không hề khác đúng không, giống hệt fan post bình thường, khác với chỗ mình ép vào gọi thôi thì hàng kia có rồi. Đây cái nào theo thế là được. Tương tự bài 2.2 khi có nhiều UC các em hoàn toàn phải copy các UC paste được, các em để ý đây UC 2.1 này kỹ thuật phải hoặc nào đây control xem kỹ thuật phải này copy này, đây là cái vị trí muốn tên các em phải chọn ra ngoài này, sau đó tên này đấy thì nó sẽ ghi là copy ở UC 2.1 đúng không, các em ấn F2 để tên này thì là 2.2 này nè 2.2 này đúng không, xong là copy cái tên 2.2 bỏ cái chữ CS đi. Bây giờ các em view code này đấy, bên trong mình bên ngoài của mình 2.2 rồi nhưng bên trong vẫn là 2.1 đấy, nó dở như thế mình phải đổi tên rồi đấy. Tắt hết cái kia đi, tôi đang can gì thay thế này, can chuẩn hai để thay thế trường hợp này này p bảng ok chưa. Chỗ này phạm vi của mình thay thế là trong cái tài liệu này các em chọn khu đường bao công bình, sau đó thay thế tất cả chọn khu viết ôn đấy, hai cái là thay thế. Tiếp theo thay thế xây vẫn chưa xong, nó có một file liên quan nữa, đó là file designer .cs, các em click vào đây đấy. Chỗ này có 2.1 đúng không, lại chọn khu viết ôn bao công bình đấy, thì nó có 3 cái. Tiếp theo này, bây giờ mình ở form main muốn gọi được 2.2, các em nào như 2.1 vào rồi, click đúp vào. Đấy. Anh này gõ lại cho dễ nhớ này, UC này, bài 2.2 này chưa? UC này, bài 2.2 này, new này. Đấy, xong add new tab này. Bài 2.2. Đấy, UC bài 2.2. Đấy, UC như là nó có chữ, có biểu tượng màu xanh bên trái, nhỏ thôi. Đấy, chạy này. Bài 22 ra rồi em, đây ta hết nhá, đây là 21 này, đây 22 này, tương tự các em chọn là 3 23 hoặc là 31 vân vân. Vậy nhà các em hoàn thành các bài tập dạng này nhá, cái code thì vẫn phải copy bên kia sang như cái giao diện thiết kế dạng này ok chưa đấy. Cái bài 22 vừa xong anh chưa sửa gì, nó giống hệt cái bài kia đúng không. Bây giờ mình sửa đây là bài 2.2 chẳng hạn, sửa tách đi bài 2.2 đấy. Bây giờ các em để ý cái vấn đề nó hỏi cái vấn đề neo nó quan trọng thế nào này, anh tắt hay đi nữa gì nữa. Bài 2.1 này thấy nó bị lệch sang bên trái nào đấy, bài 2.2 cũng bị lệch đúng không,
bây giờ mình muốn là nó căng giữa và cái nề nó kéo dài lại căng giữa đây, thì lúc đấy mình dùng cái thuộc tính ancho để mình kéo cho nó. Đây bình thường nó mặc định là tốt nên nó kéo sang bên trái, em muốn căng giữa cho nó đẹp, nó khỏi bị này chứ, nó khỏi nhìn vướng cái mắt cho em chỉnh này. Bôi đen hết cái này đi, căng giữa hết này, đây căng giữa nhá. Muốn ra giữa hết thì các em chỉnh nó kéo dùng ancho này, kéo hết các con trôi này, sau đó vào property của nó đây. Bình thường nó chọn theo góc trái bên trên, các em chỉ cần chọn bên trên thôi, top nét à, là top không thì nó sẽ căn giữa cho mình 2.2 này, còn 2.1 đúng không, còn 2.1 cứ để so sánh nhé. 2.5 phút, đây 2.1 anh ta đi, nó sẽ khiến nó trùng mà vì này này 2.2 ra giữa được đấy, bên này vì này thì 2.2 đã đúng giữa cho mình. Và giờ các em muốn cái control ở giữa nó kéo dài chẳng hạn, dụ cái text box này nó kéo dài, nó kéo rộng này nhá, còn cái kia giữ nguyên thì nó chỉnh cái này, chỉnh riêng cái tone này, mấy cái neighbor các em chỉnh ra căn nề này. Rồi mấy cái neighbor các em chỉnh là top nét cho nó sang bên trái. Rồi thế còn cái ba cái text box em muốn nó dài theo thì phải chỉnh của nó cả bên này, top nét này, cả trái cả phải, nó kéo giãn ra hai bên này, nhưng hai bên kéo thì nó giãn dây ra. Giờ các em để ý này, hai chấm một này bị này, thì 2.2 này thấy dài chưa, dài nó đúng giữa đấy. Còn cái tab đầu tiên giờ mình không cần dùng cái tab đấy, các em xóa đi, click vào đây này, đây chân này có đi mu luôn này, không có đi mu đây, xóa đi, click chuột phải vào đây trong này xóa đi đấy, để tab giới thiệu thôi. Hai một này, 22 này, 23 thì có gì này, sang đây đổi giao diện này, đấy thấy chưa. À, trên ngang răng đây, các em về nhà hoàn thiện bài tập giờ này nhé, vừa luyện giao diện vừa luyện lại code. Như dài quá rồi. Cái gì hơn nè? Hả? Cái gì? Cô đã, anh gửi được đấy mà. Củ con. Đấy. Em new tab đấy. Đi ra là có rồi, phải xóa nó đi. Đó.